một vườn hoa rộng vài ngàn mét vuông, hội tụ các giống khác nhau trong và ngoài nước, đến từ các nước khác nhau. Các cây hoa ở đây đều nở vào mùa xuân và tỏa hương thơm nồng nàn, hoa sắc rực rỡ. Đây là vườn hoa độc đáo nằm ở giữa một khu công viên. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một vườn hoa nằm ở giữa khu công viên ở trong thành phố của mình.
Xin chào các bạn, các mọi người. Ở đây là nó không cho parking rồi. Hả? Ừ, cái này chết rồi sao á. Mực nó chết rồi sao. Coi chừng chuẩn bị xe lên đó nha. Xe lên sao súng đó nha. Thôi xa quá em ơi. Thôi kỹ gì đâu. Không, đường đi đây. Nhưng mà chúng là nghe cho chúng là xuống thôi. Còn đường bên kia là hồi nãy là mình là cái trail. Nhưng mà đây đi xuống xa lắm. Ui, chụp xí đi lên. Ui, xí đi lên. Cái này mệt lắm em ơi. This is meant for cars. Yeah, xí đi lên mệt lắm. Hay là ghé chạy lại ghé vô Lake Natoma đi. Đây giống như núi rừng không à. Ui, nhiều thế. Wow, ở đây có khi có mấy con gì đó. Con mountain lion đó. Dột lá nha. Dột lá cắn mình. Ôi, có chứ sao không có. Em, ai nói em có vậy. Ừ. Xin chào bạn. Hôm nay mặc bạn bơ phờ thế. Hả? Còn bạn này bạn xinh nhỉ? Bạn xinh này giống như là dắt chó đi chơi à. Sao bạn xinh dắt chó đi chơi à? Cái này là bạn bon. Ok. Chó, thôi đi lên em ơi. Xa lắm à. Thôi mình xuống đây ông ơi, mệt lắm. Xa lắm. Đó, xa lắm. Khỏi đi. Không có gì hết à, thấy núi rừng mà. Nè, rừng rậm nè. Hả? No, không, nó nước chảy đó. Em, cái lake này là cùng chung với cái lake của Possum Lake đó em. Ờ, kéo dài lại đó, pull some leg đó. Đó. Okay, let's go back up. Thôi. Đi lên thêm nữa à. Hồi xa lắm, chụp xí đi mệt lắm. Let's just go on the trail thing. It's safer. Không, cái này safe hơn chứ. Hay là đi xuống một khúc nữa, coi thử ra sao. Okay. Nếu mà không có nữa thì thôi. Không có nữa thì đi lên. Các bạn chụp xí đi rồi đừng có la làng nữa. Có kêu Dũng là mệt quá, mỗi chân mỗi giò nha. Con mệt quá, mỗi chân mỗi giò. Đi xuống hồ là chết rồi. Cắn được chứ xem được. Chứ sức làm cậu. Này cứ dư sức. Bắt chấp lên. Nhưng mà nhưng mà giống như là nó không cho ấy à. Thôi, cửa phát cấp. Fuck lower, fucking lower. Nếu mà mình đi bộ qua được thôi, đâu có sao đâu. Đi bộ thì được nhưng mà cái này xa lắm thôi ha. Xa. Có, đi rút ngang qua đó, đi cũng giống như đi đường xe vậy. Ủa được hả? Dạ. Yeah. Hãy đi. Hoài hương không biết nữa. Hoa gì? Hoa gì ba hả? Là Vila you tiger. Vila you tiger. Hãy đi. Lại nè. Cái nằm tay kia chứ sao. Ờ, mấy tiếp sau. Thật là thất bại. Gia đình của tôi đi gần cả tiếng đồng hồ xuống để tìm cái hồ để chơi giống như là cho mát. Nhưng mà giờ tất cả đều đóng cửa hết rồi. Mùa này là mùa dịch. Thôi bị thất bại. Thôi về thôi.
nóng quá, mùa này mùa nóng mà sao không lai lưỡi được. Xem video clip của mình và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn các bạn lại video clip sau. Thank you. Cảm ơn các bạn. Bye bye.